Nhơn Trạch tuyến đường gần 1.000 tỷ đồng sắp đưa vào khai thác. Đường 319 nối dài là đoạn cuối thuộc trục đường 319 kết nối các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ huyện Nhơn Trạch đến thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ lưu lượng giao thông với quốc lộ 51 vốn đã trở nên quá tải. Đường 319 nối dài có chiều dài toàn tuyến 9,4 km, quy mô 4 làn xe, được xây dựng theo hình thức đầu tư BOT với tổng vốn đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Dự án đường 319 nối dài được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ được đưa vào khai thác vào cuối tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện thu phí hoàn vốn cho dự án, nên tuyến đường sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 7 năm 2021. Điểm đầu của tuyến đường giao với ngã ba Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, điểm cuối giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sau gần 4 năm thi công, đến nay toàn bộ tuyến đường đã được đơn vị thi công xây dựng hoàn thành phần lớn các hạng mục, chỉ còn hoàn thiện phần lề đường tại một số ít đoạn còn lại. Ngoài ra, hiện nay công nhân cũng đang tập trung thi công hạng mục nhà điều hành phục vụ cho việc thu phí BOT hoàn vốn cho dự án. Trên tuyến đường 319 nối dài có 4 cây cầu được xây dựng mới gồm Đồng Môn, Hàng Điều 1, Hàng Điều 2 và cầu vượt đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây. Trong đó, hạng mục cầu vượt đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là hạng mục quan trọng nhất của dự án. Nút giao giữa đường 319 nối dài với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây bao gồm cầu vượt cao tốc và các nhánh rẽ từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về huyện Nhơn Trạch và chiều ngược lại. Hướng từ huyện Nhơn Trạch đi Dầu Dây và chiều ngược lại. Trạm thu phí BOT hoàn vốn cho dự án đường 319 nối dài có quy mô 6 làn thu phí. Và sau đây là quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các phương tiện tham gia giao thông. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường 319 nối dài và nút giao 319 với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT. Đường link quyết định giá thu phí các loại phương tiện chúng tôi để ở dưới phần mô tả của clip này. Quý vị có thể truy cập vào đó để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn quý vị đã xem clip của chúng tôi.